Cũng liên quan đến hàng không thì ngày hôm nay, thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hãng hàng không Bamboo Airways và công ty dịch vụ kỹ thuật hàng không Singapore SIA Engineering, viết tắt là SIAEC thuộc Singapore Airlines đã diễn ra tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Công ty này sẽ chuyển giao công nghệ quản lý bay và công nghệ vận hành nhà xưởng, kho đậu máy bay hangar cho Bamboo Airways tại Trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng Vân Đồn, Quảng Ninh. Theo đó, thì SIAEC sẽ cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng nội trường, bảo dưỡng ngoại trường tại các sân bay trong nước và quốc tế. Tại Hano thì sẽ có các dịch vụ quản lý kỹ thuật máy bay, quản lý hàng tồn kho, cung ứng và bảo dưỡng, đại tu phụ tùng vật tư cho dòng máy bay B787 và dòng A320 và các dịch vụ đào tạo nhân sự kỹ thuật cao cho Bamboo Airways. Thỏa thuận cũng bao gồm nhiều hoạt động dịch vụ phụ trợ tại các sân bay ở Việt Nam hoặc các điểm đến quốc tế do Bamboo Airways điều hành. Đặc biệt, Bamboo Airways có thể nhận được sự hỗ trợ kho bãi và hậu cần trực tiếp bởi công ty SIAEC hoặc các công ty liên doanh và liên kết.